Em nói chúng đã nói chúng tôi rằng là đã sửa cái bài hát tất là đây thành là đi về nhà đúng không bạn nha. Chúng ta sẽ nghe bài đi về nhà với Huyền Thông Quê Đàn Bầu. Vâng, chúng tôi xin mời anh DJ của chúng tôi đang ở đâu ạ? Xin mời chị chủ xin vật sân khấu đi ạ. Xin mời anh DJ của chúng tôi đang ở đâu? Xin mời chị làm di chuyển ra khu vực đằng sau sân khấu ạ, để bài tổ chức được gặp ạ.